Chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pintop. Hiện tại thì tính đa dạng của sinh vật trên trái đất đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chính vì vậy mà các chuyên gia tin rằng cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 mà con người đóng vai trò ảnh hưởng chính đã thực sự bắt đầu. Cuộc chiến nghe có vẻ căng go đây, nhưng mà ít người biết rằng trong quá khứ những loài động vật này đã biến mất khỏi bàn tay của con người. Vậy liệu còn có cơ hội nào trong 10 loài động vật mà mình sắp kể ngay sau đây có thể hồi sinh hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng Pintop tìm hiểu nhé! Top 10 loài động vật tuyệt chủng nhưng có thể tái sinh. Cá heo sông Beiji. Theo truyền thuyết, một nàng công chúa Trung Quốc chuẩn bị được gả cho một người đàn ông mà nàng không hề có cảm xúc vì dám cãi lại lời cha và không đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nàng đã bị nhà vua đẩy xuống sông Dương Tử. Nhưng mà vị thần sông vì cảm thương nàng công chúa đã cho nàng tái sinh thành một con cá heo. Và trong cả thiên niên kỷ, loài cá trong truyền thuyết này đã được người dân gọi là nữ thần sông Dương Tử. Mặc dù vậy, chỉ trong vòng 4 thập kỷ qua, nữ thần đã biến mất. Trung Quốc trải qua những giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh, ngư dân tăng cường đánh bắt cá khiến nữ thần không còn thức ăn, tàu thuyền qua lại đông đúc khiến nữ thần bị thương khi bơi trên mặt nước, và nữ thần cũng nhiều lần mắc vào lưới đánh cá. Cuối cùng, những chất thải công nghiệp đổ ra sông đã định đoạt số phận của nữ thần. Cá heo sông Dương Tử chính thức được tuyên bố tuyệt chủng vào năm 2006 và trở thành cá heo đầu tiên trên thế giới tuyệt chủng do hoạt động của con người. Thế nhưng mọi người hy vọng rằng vào một ngày không xa, các nhà khoa học có thể nghiên cứu và tái sinh được loài cá heo này. Queensland. Đây cũng là một loài động vật có vú đã chết từ cuộc tuyệt chủng đệ tứ. Loài động vật có vú này đã đi vào tầm ngắm của các nhà khoa học khi được tìm thấy bị đóng băng ở Siberia. Vào năm 2015, một doanh nhân trong chuyến đi săn đã phát hiện ra xác của động vật này. Điều đáng kinh ngạc là nó được bảo quản gần như hoàn hảo trong băng khoảng 12.000 năm. Nhân bản con vật này sẽ đặc biệt khó khăn. Chìa khóa để nhân bản bất kỳ con thú thời tiền sử nào là tìm ra bản sao hoàn chỉnh DNA của nó và tìm được một người mẹ phù hợp. Đáng buồn thay, họ hàng gần nhất với những con thú này là tê giác Sumatra. Chúng nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Mèo răng cưa. Đây là một chi của phân họ mèo đã bị tuyệt chủng. Nó là một trong những động vật có vú thời tiền sử nổi tiếng nhất. Mặc dù chúng hay được gọi là hổ răng kiếm, nhưng mà thực ra đây là mèo răng cưa. Chúng sống ở châu Mỹ trong khoảng 2,5 đến 10.000 năm trước. Nhìn thoáng qua thì con mèo này có cơ thể mạnh mẽ hơn bất kỳ loài mèo nào khác. Với cái chân trước đặc biệt phát triển tốt và răng nanh vô cùng sắc nhọn. Hàm của chúng có một góc há mồm lớn hơn so với mèo hiện đại. Và răng nanh trên của chúng mảnh mai và mỏng manh, được thích nghi để tạo ra những đòn cắn chính xác. Chúng săn bắt những động vật ăn cỏ lớn như là lạc đà chẳng hạn. Đặc biệt, chúng được cho là đã giết một con mồi bằng cách giữ chặt con mồi với chân trước và cắn nó, nhưng mà không rõ ràng là chúng cắn bằng cách nào. Con mèo răng cưa này tuyệt chủng cùng với thời điểm hầu hết các loài động vật lớn tại Bắc Mỹ và Nam Mỹ biến mất khoảng 10.000 năm về trước. Có thể nói sự phụ thuộc nguồn thức ăn vào các loài động vật lớn hay là sự thay đổi khí hậu cạnh tranh với các loài khác được cho là nguyên nhân của tuyệt chủng. Bồ câu viễn khách. Chúng có tên gọi như vậy là bởi tập tính di cư thường xuyên và liên tục tìm những địa điểm mới thuận lợi hơn cho việc sinh sản. Chúng thường di cư thành đàn với số lượng rất là lớn, có thể lên đến 2 tỷ con bồ câu cùng bay, trải dài tới 500 km và rộng tới 1,6 km. Khi đó bầu trời ở Bắc Mỹ sẽ trở nên đen kịt kịt, kèm theo những tiếng kêu inh tai nhức óc. Con người ở nơi đàn chim bay qua thì run rẩy cầu nguyện, còn đàn ngựa thì hoảng loạn vì sợ hãi. Một đàn bồ câu viễn khách dường như dài vô tận như vậy có thể tạo ra bóng tối kéo dài hàng giờ đồng hồ. Và khi chúng đi qua, mặt đất bên dưới sẽ ngập trong phân chim bồ câu. Từng có thời gian, bồ câu viễn khách là loài có số lượng đông đảo bậc nhất ở Bắc Mỹ, thậm chí là trên thế giới. Nhưng mà thời đó đã qua rồi, giờ đây loài bồ câu này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vài mẫu vật được nhồi bông, bám đầy bụi bặm được trưng bày trong kệ hay là ngăn kéo của viện bảo tàng mà thôi. Ếch ấp trứng bằng dạ dày. Đây là thành viên mới hơn trong danh sách tuyệt chủng. Loài ếch này được ghi nhận chính thức lần cuối ở Queensland vào năm 1983. Nạn phá rừng, động thực vật xâm lấn, vi khuẩn chết người mà chất lượng môi trường sống do biến đổi khí hậu được coi là những lý do khiến chúng không còn tồn tại nữa. Loài ếch này là một kỳ quan khoa học liên quan đến cách chúng sinh sản. Điều đặc biệt ở đây là loài ếch này ấp trứng bằng dạ dày. Ngay sau khi đẻ trứng ra thì chúng lập tức nuốt trứng vào trong dạ dày. Toàn bộ axit trong dạ dày lúc này đã được chuyển qua một túi chứa khác để không gây hại cho những quả trứng mới sinh. Khi dạ dày chúng đã chứa đầy trứng, trứng sẽ được kéo thẳng xuống tử cung và sau khi trứng nở, ếch con sẽ được nôn ra qua đường miệng. Năm 2011, một giáo sư và nhóm nghiên cứu của ông đã thành công trong việc tái tạo một số tế bào bằng cách phân tích ADN của loài ếch sọc, loài có họ hàng gần nhất với loài ếch này. Mặc dù vậy, tế bào này vẫn chưa được hoàn chỉnh và cần phải nghiên cứu thêm nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, đối tượng để nghiên cứu là loài ếch sọc này chỉ còn sinh sản 2 lần trong một năm nên sẽ khiến cho tiến độ công việc bị giảm sút khá là nhiều. Nai sừng tấm. Với phương pháp sử dụng vật chủ thay thế, tức là cấy tế bào của một sinh vật vào phôi thai của một sinh vật khác để tạo ra chính sinh vật đấy, việc tái sinh nai sừng tấm Irons, một trong những loài nai lớn nhất thế giới, không còn là quá khó khăn nữa. Loài nai khổng lồ này có chiều cao đến vai lên tới 2,1 m, cặp sừng dài gần 4 m, nặng tới 40 kg và tổng trọng lượng cơ thể trung bình khoảng 600 kg. Chúng sống cách chúng ta khoảng 13.000 năm và gần như không còn cơ hội sống thêm một lần nữa. Nhưng mà thật may mắn, với một bộ xương hóa thạch duy nhất còn lại của loài này, các nhà nghiên cứu của Đại học London cho rằng đang dần hoàn thiện một bản đồ gen hoàn chỉnh, từ đó xây dựng lại tế bào của loài nai này dựa trên cơ sở họ hàng của chúng. Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm ra vật chủ thay thế thích hợp và trả lời cho câu hỏi liệu môi trường sống ngày nay có thích hợp với loài nai sừng tấm Iron này nữa hay không? Chim đô đô. Chim đô đô là một trong những loài chim không bay được, sống chủ yếu ở vùng Mauritius, Ấn Độ Dương và được xem là họ hàng của loài bồ câu ngày nay. Sự xuất hiện của loài chim đô đô trong cuộc sống được thể hiện qua những bức vẽ và tài liệu cổ xưa. Chúng được biết đến lần đầu tiên khi những thủy thủ người Hà Lan đặt chân đến hòn đảo ở vùng Ấn Độ Dương vào năm 1959. Sau đó, loài chim này nhanh chóng bị sụt giảm về số lượng do trở thành vật nuôi, thực phẩm và là nạn nhân của sự mở rộng phạm vi sinh sống của con người. Con chim cuối cùng đã bị giết chết vào năm 1681. Loài này được xem là một ví dụ tiêu biểu cho sự tuyệt chủng liên quan trực tiếp đến hoạt động của con người và được ghi lại qua những tư liệu lịch sử. Voi ma mút len. Việc tái sinh voi ma mút được cho là một ước mơ vô cùng lớn lao với các nhà khoa học bởi nó có thể giúp mở ra những hướng nghiên cứu mới về kỷ băng hà. Vào năm 2011, một nhóm nghiên cứu tại Tokyo đã tuyên bố rằng họ sẽ cho ra đời một chú voi ma mút trong vòng 2 năm bằng kỹ thuật sử dụng vật chủ thay thế. Tuy nhiên, có vẻ như việc này khó hơn những gì chúng ta tưởng. Việc tồn tại dưới băng tuyết trong một thời gian quá dài như vậy không thể đảm bảo các tế bào còn nguyên vẹn và khả năng hoạt động của chúng sau khi giã đông cũng không thực sự tốt. Kết quả là sau rất nhiều thí nghiệm, họ vẫn không thể tạo ra được một tế bào hoàn chỉnh. Có thể nói, triển vọng tái tạo các loài vật cổ đại càng được giới khoa học chú ý khi họ dự kiến sẽ trích lấy tế bào gốc từ các con voi ma mút con để thu thập ADN nhằm tái tạo loài vật cổ đại. Kỹ thuật này đòi hỏi các tế bào phải khỏe mạnh dù trải qua hàng nghìn năm dưới lớp băng tuyết. Tuy nhiên, các nhà khoa học hy vọng rằng với cách này, việc tái tạo ra voi ma mút len không còn là việc quá xa vời nữa. Hổ Tasmania. Đây là loài vật bản địa ở Úc, được coi là chính thức tuyệt chủng vào năm 1936. Hơn nữa, giống như nhiều loài trong danh sách này, những loài thú có túi này đã bị đẩy đến tuyệt chủng do con người. Những người định cư ở châu Âu đổ xô đến Úc vào giữa những năm 1800, coi những con hổ này là loài gây hại và đã săn bắt lấy tiền, dẫn đến chúng bị tuyệt chủng. Một con hổ cuối cùng được biết đến đã chết trong điều kiện nuôi nhốt. Loài động vật này, mặc dù có cái tên đầy đe dọa, nhưng mà bản thân nó không phải là mối đe dọa đối với con người. Chúng có hình dạng với cái đầu giống như một con sói, cơ thể vằn vện như một con hổ và cái túi hướng về sau giống như một con gấu túi. Các nhà khoa học Úc đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc nhân bản hổ Tasmania nhưng mà có vẻ đều thất bại. Moa. Chim moa là tên gọi để chỉ 11 loài chim không biết bay đã tuyệt chủng thuộc 6 chi, vốn là những loài đặc hữu của Tân Tây Lan. Chúng là những chim không có cánh. Nói cách khác, cánh của chúng tiêu giảm tới mức gần như không có dấu vết gì, chứ không như những loài chim chạy khác vẫn còn duy trì cặp cánh yếu nhưng mà không bay được. Trước đây chúng từng là loài động vật ăn cỏ, thống trị suốt hàng nghìn năm trên những cánh rừng, thảo nguyên, vùng cây bụi và vùng núi cao thuộc Tân Tây Lan. Loài thiên địch duy nhất của chúng chỉ là đại bàng Hatch mà thôi. Tuy nhiên, khi những người dân bản địa Maori xuất hiện thì chúng bị săn bắt đến mức tuyệt chủng trong một thời gian ngắn. Phần lớn, giới khoa học đều cho rằng Hầu hết các loài chim moa bị tiêu diệt do săn bắn và mất môi trường sống. Hiện nay, nghiên cứu đang được tiến hành để có thể hồi sinh, thúc đẩy các nhà khoa học hiện đang say mê với loài chim moa này. Mong rằng một ngày nào đó, loài chim này có thể hồi sinh. Vâng, các bạn cảm thấy chủ đề vừa rồi như thế nào ạ? Có đủ hay ho và hấp dẫn hay không? Thì hãy comment phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé! Và bây giờ thì đừng quên like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông để theo dõi, ủng hộ yêu thương Pintop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề lần sau!